Hello everyone, my name is Ngọc Lan, an English teacher from Phan Chu Trinh Secondary School in Phú Mỹ Thao, Bà Rịa Vũng Tàu, Rovings. Today, I'm very happy to have a chance to teach you on TV, and I hope we will have an interesting lesson. Are you ready? Let's start. Các thân mến, Câu điều kiện là một trong những điểm ngữ pháp trọng tâm của chương trình tiếng Anh lớp 9. Bài học hôm nay, cô sẽ giúp các em ôn tập lại câu điều kiện loại 1 và hướng dẫn các em cách sử dụng câu điều kiện loại 2. Điều kiện loại 1 và điều kiện loại 2 có gì khác nhau? Cô và các em cùng tìm hiểu nhé. Now, first, come to conditional sentences, Taiwan. We have some examples. Now, example 1. If we work hard, we will pass your exam. Các em nhìn vào ví dụ thứ nhất và cho cô biết trong câu điều kiện luôn có mấy mệnh đề các em? À, trong câu điều kiện luôn có hai mệnh đề. Mệnh đề bắt đầu bằng if, if clause, được gọi là mệnh đề điều kiện hay là mệnh đề phụ. Mệnh đề còn lại là mệnh đề chính, main clause. Chúng ta có thể hoán đổi vị trí của hai mệnh đề không các em? Hoàn toàn chúng ta có thể. Nào, các em cùng cô nhìn lên ví dụ nhé. You will pass your exam if you work hard. Khi hoán đổi vị trí của hai mệnh đề, nghĩa của câu không thay đổi. Các em quan sát cho cô xem, khi hoán đổi vị trí hai mệnh đề có điều gì khác nhau? À, dấu phẩy. Đúng rồi, khi mệnh đề if đứng trước mệnh đề chính thì sẽ có dấu phẩy ngăn cách, còn khi đứng sau mệnh đề chính chúng ta không cần có dấu phẩy và lúc này if được xem như là một từ nối. Now, example 2. If Tom wants to watch TV, He must finish his homework. Ah, oh, the same. Tom must finish his homework if he wants to watch TV. Hai mệnh đề có thể hoán đổi vị trí cho nhau. Bây giờ chúng ta cùng xem nghĩa của câu các em nhé. Nào, xem tình quan. Nếu bạn học tập chăm chỉ, bạn sẽ vượt qua kỳ thi của mình. Điều kiện này có thể xảy ra không các em? Hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu Tom muốn xem truyền hình, cậu ấy phải hoàn tất bài tập về nhà. Điều kiện này có thể xảy ra không các em? Dĩ nhiên là có thể xảy ra. Xảy ra ở thời gian nào các em? Ở hiện tại hoặc tương lai. Vậy nhắc lại cho chúng ta, câu điều kiện loại 1 là điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Chúng ta nhìn vào mệnh đề ít của ví dụ thứ nhất, động từ work đi với chủ từ you. Vậy câu này đang chia thì gì các em? Ở thì hiện tại đơn. Tương tự như vậy, động từ wants thêm s khi đi với chủ từ ngôi thứ ba số sẽ... Câu này cũng được chia ở thì hiện tại đơn. Vậy câu điều kiện loại 1 chúng ta sẽ dùng thì hiện tại đơn. How about main gloss? Thế còn bệnh đề chính các em? Nào, will pass. Must finish. À, chúng ta thấy mệnh đề chính của câu điều kiện loại 1 sẽ được dùng ở thì tương lai đơn hoặc là động từ khiếm khuyết ở hiện tại such as must, ought to, may, might, have to. Tùy theo ngữ cảnh và tình huống của câu, các em có thể sử dụng động từ cho phù hợp. Bây giờ, cô và các em cùng nhắc lại công thức câu điều kiện loại 1. Nào, if clause, if and as and verb, symbol present, main clause, as and will, or can, or must, or should, or may, may, and verb, be infinitive. Các em có thể ghi chép vào vở. ngoài công thức chính của câu điều kiện loại một ra thì chúng ta còn có những trường hợp đặc biệt nào? Sau đây cô cũng có một vài ví dụ. Example 1. I usually walk to school if I have enough time. If you hit the ice, it melts. Các em cùng quan sát mệnh đề chính. Trong ví dụ thứ nhất, các em thấy động từ walk đang được dùng ở thì gì các em? Yeah, present simple tense, ở thì hiện tại đơn. Ở ví dụ số 2, động từ melts thêm S cũng là thì hiện tại đơn. Tại sao như vậy các em? Trong khi công thức chính chúng ta thấy là mệnh đề chính được sử dụng ở thì tương lai hoặc động từ khiếm khuyết ở hiện tại. Các em có biết tại sao không? Câu thứ nhất, tôi thường thường đi bộ đến trường nếu tôi có đủ thời gian. Cái này nó diễn đạt cái gì các em? Nó diễn đạt một cái thói quen. Sentence 2, nếu bạn làm nóng tảng băng, nó tan chảy. À, câu này diễn đạt một sự thật hiển nhiên. Vậy, nếu câu diễn đạt một thói quen hoặc một sự thật hiển nhiên, thì mệnh đề chính của câu điều kiện lại một, chúng ta sẽ dùng thì gì nào? À, chúng ta sẽ dùng thì hiện tại đơn, thay cho thì tương lai hoặc động từ khiếm khuyết, à, như chúng ta đã đề cập ở phần trước. Các em chú ý nhé. Nào, cả hai mệnh đề chúng ta đều dùng ở thì hiện tại đơn. Nào, example 3. If you go to the post office, mail this letter for me. Nếu bạn đi đến bưu điện, hãy gửi lá thư này hộ tôi các em quan sát ở mệnh đề chính động từ mail đang dùng ở hình thức một động từ nguyên mẫu không tu à và nhìn vào câu này thì các em đã nhận biết ra là vui lòng gửi hộ tôi lá thư này nó là một hình thức của câu yêu cầu uh, command vậy chúng ta thấy mệnh đề chính của câu điều kiện lệ một các em có thể sử dụng là một lời yêu cầu hoặc là một mệnh lệ như vậy đây là à, những trường hợp các em cần lưu ý trong câu điều kiện loại 1. Qua đó cô có công thức đầy đủ của câu loại kiện loại 1 như sau. Mệnh đề ít à, chúng ta sẽ dùng ở luôn dùng ở thì hiện tại đơn. Mệnh đề chính à, dùng tương lai đơn hoặc động từ khiếp quyết ở hiện tại tùy vào nghĩa. Hoặc là sử dụng ở thì hiện tại đơn khi nói về sự thật hiển nhiên, hoặc là sử dụng một lời yêu cầu. Hai các em ghi chú vào. Now, let's practice. Bây giờ chúng ta có bài tập thực hiện câu điều kiện loại 1. Now, exercise 1. Give the right form of the verbs in brackets. Hãy cho hình thức đúng của động từ trong ngoặc. Now, đối với dạng bài tập này thì khi làm bài các em cần chú ý cho cô là động từ cần chia đang được cho ở mệnh đề chính hay là mệnh đề điều kiện để các em xác định ra cái điểm ngữ pháp cần sử dụng cho chính xác. Now, sentence one. I will spend reading a book if I free. Các em dễ dàng nhận ra động từ cần chia đang ở mệnh đề điều kiện. Vậy chắc chắn sẽ được dùng ở thì present simple. Vậy động từ to be ở đây đi với chủ từ ai? Chúng ta sẽ có đáp án là Em Yeah, correct. Sentence two. If you keep your neighborhood clean, you an ideal place to live. Các em có động từ have Động từ cần chia đang ở mệnh đề nào các em? A, à, đang ở mệnh đề chính. Vậy chúng ta nhìn vào công thức nào? Các em sử dụng will, can, must, should, are, reason, symbol, are, command. Cái nào phù hợp các em? Yeah, the answer is will have. Tại sao cô dùng will mà cô không dùng các động từ kiếm quyết khác các em? Bởi vì nó phù hợp nghĩa và ngoài ra câu này diễn tả một điều chắc chắn. Nếu bạn giữ cho xóm của bạn sạch sẽ, bạn sẽ có một nơi lý tưởng để sống. Sentence 3. If we use less paper, we can save trees in the forest. À, câu này chúng ta cũng nhìn ra động từ cần chia đang ở mệnh đề chính. Tuy nhiên, câu này đã có động từ khiếm khuyết can rồi. Vậy thì chúng ta chỉ cần một động từ ở hình thức nguyên mẫu. Do đó chúng ta sẽ có save ở hình thức nguyên mẫu. Nào, sentence 4. Ở đây động từ hurry là động từ cần chia. Và các em rất dễ dàng để nhận ra À, đây là một lời yêu cầu. Do đó động từ hurry chúng ta chia như thế nào các em? Nha, yeah, đúng rồi, chúng ta sẽ dùng động từ nguyên mẫu hurry. Sentence 5. If you throw a stone into the water, it a. À, đối với câu này, bạn nào có đáp án will sink? Bạn nào có đáp án sinks? Cô chúc mừng bạn nào có đáp án sinks. Why? Tại sao các em? Nếu bạn ném một viên đá vào trong nước, nó chìm. À, câu này diễn tả một sự thật hiển nhiên, do đó mệnh đề chính chúng ta phải sử dụng ở thì hiện tại đơn. Các em lưu ý những trường hợp đặc biệt và cách sử dụng của câu điều kiện loại 1. Cô và các em vừa ôn tập xong câu điều kiện loại 1, vậy điều kiện loại 2 có gì khác biệt so với điều kiện loại 1? Let's come to conditional sentences type 2. Now, look at the picture and the situation. Cô có tình huống Miss Nhi cannot visit her family in Hà Nội now because of coronavirus. Cô Nhi không thể thăm gia đình của cô ấy ở Hà Nội bây giờ bởi vì bệnh virus corona. À, đây là tình huống thật về cô Nhi. Vậy với tình huống thật này thì cô sẽ có câu điều kiện như sau. If there weren't coronavirus, Miss Nhi could visit her family in Hà Nội now. Nếu không có dịch bệnh virus corona, Cô Nhi có thể thăm gia đình của cô ấy ở Hà Nội. Điều kiện này như thế nào các em? Trái ngược với thực tế ở hiện tại. Điều kiện không có thật ở hiện tại. Vậy, điều kiện không có thật ở hiện tại chính là câu điều kiện loại 2. Now, we have example 2 about Mr. Lock. Mr. Lock doesn't have a car so he walks to work. Ông Lộc không có một chiếc xe hơi, vì vậy ông ấy đi bộ đến nơi làm việc. Đây là tình huống thật về ông Lộc. Vậy với tình huống thật này, câu điều kiện của cô à, được hình thành như sau. If Mr. Lộc had a car, he wouldn't walk to work. Nếu ông Lộc có một chiếc xe hơi, ông ấy sẽ không đi bộ đến nơi làm việc. Nhưng mà thực tế như thế nào? À, không có thật. Điều kiện này trái ngược với thực tế ở hiện tại. Nào, chúng ta cùng quan sát lại hai ví dụ. Và nhìn vào mệnh đề if của câu điều kiện loại 2, các em thấy ở đây động từ được chia là had và to be là were. Vậy các em thấy trong câu điều kiện loại 2 thì mệnh đề chính được sử dụng ở thì gì các em? Bạn nào biết nào? Good, đúng rồi. Điều kiện loại 2 thì mệnh đề if sẽ được chia ở thì quá khứ đơn, past simple. Tuy nhiên, các em cần chú ý cho cô, động từ to be Đối với động từ to be trong văn viết thì chúng ta chỉ dùng hình thức to be số nhiều là were cho mọi chủ ngữ. Và cái này được gọi là thì quá khứ giả định, past subjunctive. giống như câu mơ ước trong học kỳ 1 mà các em đã được học. Các em chú ý nhé. How about main clause? Good and work. Could visit. À, vậy thì qua ví dụ chúng ta thấy mệnh đề chính của câu điều kiện lời 2 sẽ sử dụng good or could hoặc là các em có thể sử dụng động từ kiếm khuyết might and verb be infinity. Tùy theo tình huống và ngữ cảnh các em sẽ chọn động từ cho phù hợp nhé. Các em ghi chép công thức vào vở nào. Và bây giờ cô có một bài tập cho các em thực hành câu điều kiện loại 2. Cô sẽ cho các em tình huống và các em hãy hoàn tất uh, câu điều kiện sử dụng thông tin được cho. Nào, sentence 1. Nga doesn't have a piano, so she doesn't practice it so often. Nga không có một đàn piano, vì vậy cô ấy không thực hành nó thường xuyên. Đây là tình huống thật về bạn Nga. Vậy các em hãy viết câu điều kiện dựa trên tình huống thật này. Nào, bạn nào có thể viết nào? Ok, nào. Correct. If Nga had a piano, she would practice it more often. Nếu nghe có một cây đàn piano, cô ấy sẽ thực hành nó thường xuyên hơn. À nhưng mà thực tế là nghe không có, trái ngược. Khi mà chuyển sang câu điều kiện loại 2, các em cần chú ý cho cô động từ, ở trên là doesn't have. Giờ chúng ta đưa về had doesn't practice. Now, good practice cho phù hợp với ngữ pháp của câu điều kiện loại 2 mà các em đã tìm hiểu ở bên trên. Các em chú ý nhé. Nào, sentence 2. Hoa lives far from her parents, so she can't see them every day. Hoa sống xa cha mẹ của cô ấy, vì vậy cô ấy không thăm họ mỗi ngày, không thể thăm họ mỗi ngày. À, vậy với tình huống này về bạn Hoa, thì câu điều kiện chúng ta sẽ được hình thành như thế nào? Bạn nào muốn thử nào? Yeah, correct. Now, if Hoa didn't live far from her parents, oh. If Hoa lived near her parents, she could see them every day. Trong tình huống này thì khi viết câu điều kiện ở mệnh đề if các em có thể à, có hai cách trả lời. Một là các em sử dụng là If Hoa didn't live far from her parents. Nếu Hoa không sống xa cha mẹ của cô ấy. Hoặc là nếu Hoa sống gần cha mẹ của cô ấy, à, nghĩa đều tương tự. Như vậy câu này có hai cách trả lời ở mệnh đề if, các em chú ý nhé. She could see them every day. Ở trên là can see, ở dưới kem sẽ đổi thành là could, could see, có thể thăm họ mỗi ngày. À, các em lưu ý điều này cho cô. Now, continue sentence 3. Now, we have the situation. Coronavirus has spread rapidly since some people are not aware of its danger. À, câu này, chúng ta có từ mới là spread, là lan, lan truyền, rapidly là một cách nhanh chóng. Since that means because, sinh có nghĩa là bởi vì các em. Bệnh virus corona đã lan truyền một cách nhanh chóng vì một số người không ý thức về sự nguy hiểm của nó. với tình huống này thì chúng ta sẽ có câu điều kiện như thế nào. à sau đây câu điều kiện. If some people were aware of the danger of coronavirus, it wouldn't have spread rapidly nếu một số người ý thức về sự nguy hiểm của virus corona nó sẽ không lan truyền một cách nhanh chóng nhưng mà thực tế như thế nào các em à, nó trái ngược với thực tế này bệnh dịch đã và đang lan truyền rất là nhanh chóng câu này các em cần chú ý là ở trên các em có is danger is ở đây chính là à, sự nguy hiểm của nó ở đây chính là sự nguy hiểm của bệnh dịch virus corona do đó khi mà cô chuyển về ở câu điều kiện thì cô đã có là the danger of coronavirus. Các em lưu ý cô chuyển cái cụm từ này nha. Và lúc này chủ ngữ ở mệnh đề chính thì cô không dùng coronavirus nữa, không nhắc lại nữa. Cô thay nó bằng chủ từ it. Thì các em chú ý cho cô. Như vậy là cô vừa hướng dẫn các em thực hành xong câu điều kiện loại 2. Ngoài công thức chính và những cách sử dụng chính trong câu điều kiện loại 1 và loại 2 chúng ta còn có những cách sử dụng khác để diễn đạt câu điều kiện. Thì hôm nay À, cô sẽ giới thiệu các em đó là cách sử dụng câu điều kiện loại một ở trường hợp đặc biệt các em có thể dùng unless thay cho if not unless có nghĩa là trừ phi if not là nếu không now example unless you start at once you will be late bạn sẽ trễ trừ khi bạn khởi hành ngay lập tức Câu này cô có thể viết tương đương như sau. If you don't start at once, you will be late. Nếu bạn không khởi hành ngay lập tức, bạn sẽ trễ. Về nghĩ hai câu này như thế nào các em? Hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên các em cần chú ý, unless sẽ được đứng trước một mệnh đề khẳng định. Còn if phải đứng trước một mệnh đề phủ định. Các em ghi chú cái điều đặc biệt này vào vỡ cho cô. Nào. Bây giờ một lần nữa cô và các em cùng nhìn lại công thức câu điều kiện loại 1 và điều kiện loại 2. À. Để nhắc lại sự khác biệt giữa câu điều kiện loại 1 và câu điều kiện loại 2. Câu điều kiện loại 1 là điều kiện mà có thể thực hiện được ở hiện tại hoặc tương lai. Real situations or actions at present or in the future. Câu điều kiện loại 2 là câu điều kiện mà không thể xảy ra ở hiện tại and or and situations at present. Mệnh đề if của câu điều kiện loại 1 là dùng ở thì hiện tại đơn, trong khi câu điều kiện loại 2 là dùng ở quá khứ đơn, ring to be là were nha các em. Mệnh đề chính của câu điều kiện loại 1 là ở thì tương lai với will hoặc là động từ khiếm khuyết ở hiện tại can must should, ben, benefit hoặc là nếu nói về sự thật hiển nhiên, các em sẽ sử dụng thì hiện tại đơn hoặc là câu mệnh lệnh Mệnh đề chính của câu điều kiện loại 2 lại là sử dụng good or good or my cộng động từ nguyên mẫu không tư. À, như vậy là các em phân biệt sự khác nhau về cách dùng của câu điều kiện loại 1 và câu điều kiện loại 2. Bây giờ chúng ta sẽ có bài tập thực hiện câu điều kiện loại 1 và điều kiện loại 2. Now, exercise 3. Circle the best answer for each sentence. Các em hãy chọn một. Lựa chọn đúng cho mỗi câu sau đây. nào sentence one. Don't worry. If I lost, I will ask someone the way. Chúng ta có bốn lựa chọn. A. Got. B. Have got. C. Will get. D. Get. Các em thấy lựa chọn là phù hợp nào? Ở đây các em nhìn thấy, ở mệnh đề chính đang sử dụng ở thì tương lai đơn. Will ask vậy chắc chắn mệnh đề if sẽ phải dùng thì hiện tại đơn. Vì đây là câu điều kiện loại 1. Lựa chọn nào phù hợp? Ở đây chúng ta thấy chỉ có lựa chọn D là phù hợp. So, the answer is D. Now, sentence 2. We are afraid of the test. If we review our lessons well. Chúng ta cũng có bốn lựa chọn. A. Won't be. B, aren't, C, won't, D, wouldn't be. Chúng ta cần chọn một động từ để hoàn tất mệnh đề chính của câu điều kiện loại mấy đây các em? À, điều kiện loại 1. Vì sao các em biết nào? Bởi vì các em nhìn thấy mệnh đề if đang chia ở thì hiện tại đơn. Vậy đây sẽ là câu điều kiện loại 1. Vậy mệnh đề chính sẽ là thì tương lai đơn hoặc là động từ khiếm khuyết ở hiện tại. Vậy ở đây các em thấy sự lựa chọn B, C và D là không phù hợp. Chúng ta chỉ có lựa chọn A. So, the answer is A, won't be. Continue. Sentence 3. If you stand on that old chair, it A. May collapse B. Should collapse D collapse. D. good collapse. Các em cũng có bốn lựa chọn. Các em nhìn thấy ở mệnh đề ít đang chia ở thì hiện tại đơn. Vậy đây là câu điều kiện loại 1. Mệnh đề chính chúng ta sẽ dùng thì tương lai đơn hoặc động từ khiếm khuyết. Vậy sự lựa chọn C và D là không phù hợp. Chỉ còn lại lựa chọn A và lựa chọn B. Tuy nhiên các em xét về nghĩa cho cô nào. Nếu bạn đứng trên chiếc ghế cũ đó nó có lẽ sụp hay là nó nên sụp? Đáp án nào đúng các em? Dạ, yeah, dĩ nhiên là lựa chọn A, correct. Yes. Sentence 4. If I rich, I would invest more money in hospitals. A. will be B. am C. were D. would be bạn nào cho cô biết đây là câu điều kiện loại mấy? À, điều kiện loại 2. Vì sao các em biết nào? Bởi vì mệnh đề chính các em nhìn thấy đang dùng động từ khiếm khuyết would và động từ invest. Vậy mệnh đề if chúng ta sẽ sử dụng thì nào? À, chúng ta sẽ sử dụng thì quá khứ giả định. Vậy trong câu này, cái nào phù hợp các em? Đúng rồi. C là một lựa chọn đúng. Cô chúc mừng bạn nào có đáp án đúng cô. Now, continue. Sentence 5. What would you do if you a UFO? UFO là cái đĩa bay các em. Các em có biết từ này không? Đây là từ viết tắt của từ đĩa bay hoặc là vật thể bay không xác định. Trong câu này cũng có bốn lựa chọn. A. C. B. Saw. C. See. Have seen. D. Good see. Các em thấy trong câu này Kem có mệnh đề chính là good you, tức là đang sử dụng ở câu điều kiện loại 2. Vậy mệnh đề if, kem phải dùng thì nào? À, đúng rồi, chúng ta phải dùng thì quá khứ gia đình. Vậy lúc này, chúng ta chỉ có đáp án nào là phù hợp? Đáp án b saw, correct. Now, continue. Six. You go to that website you will find some interesting information. À, trong câu này, các em còn thiếu một từ nối. Các em quan sát cho cô nào. Hãy từ nối nào phù hợp? Ở đây các em có hai từ nối. Đó là từ nối if ở sự chọn lựa A và từ nối unless ở sự chọn lựa C. Còn B là các em thấy không phù hợp rồi đúng không các em? Vậy thì chúng ta loại bỏ đáp án đi. Và bây giờ chúng ta quay lại đáp án A và đáp án C chúng ta thấy cái nào phù hợp nghĩa các em bạn sẽ tìm thấy những thông tin thú vị bạn truy cập vào trang web đó nếu bạn truy cập vào trang web đó bạn sẽ tìm thấy những thông tin thú vị vậy sự lựa chọn nào phù hợp yeah A is correct A là một đáp án chính xác continue seven If we wear masks and wash our hands regularly, we partially protect ourselves from coronavirus. Kem có bốn lựa chọn. A. Can B. Could C. Will be able to D. Good Ở đây, chúng ta nhìn vào mệnh đề chính. Chúng ta cần hoàn tất mệnh đề chính. Và mệnh đề if thì đang được chia thì nào đây các em? Where đi với chủ ngữ we. À, động từ nguyên mẫu. Vậy đây là thì hiện tại đơn. Vậy mệnh đề if mà ở hiện tại đơn thì đây là câu điều kiện loại 1. Vậy mệnh đề chính chúng ta sẽ sử dụng động từ nào phù hợp? Chúng ta chỉ có chọn lựa A. Correct. Cô chúc mừng bạn nào có đáp án A giống cô. Nào, continue. Sentence 8. We can't finish the work. You helped us. Các em có bốn chọn lựa. A. If. D. Unless. C. When. D. As. Khi làm câu này, các em cần lưu ý cho cô về nghĩa của câu. Chúng tôi không thể hoàn tất công việc. Bạn giúp chúng tôi. À, vậy thì nghĩa nào phù hợp các em? Nếu bạn giúp chúng tôi, chúng tôi không thể hoàn tất công việc này. À, lựa chọn A không chính xác. Lựa chọn C, khi bạn giúp chúng tôi, cũng không chính xác. D, S, vì bạn giúp chúng tôi, không phù hợp luôn các em ha. Vậy, trừ phi bạn giúp chúng tôi, phù hợp không các em? Đúng rồi, phù hợp. Vậy, sự lựa chọn B là sự lựa chọn đúng. Nào, và sau đây cô cũng trích dẫn một số bài tập trong các đề tuyển sinh ở các năm học để giúp cho các em có thể vận dụng vào bài kiểm tra cũng như là bài thi cuối cấp của mình đề tuyển sinh năm 2017. Circle the best answer for each sentence. Nào, sentence 1. Các em hãy chọn một lựa chọn đúng để hoàn tất câu sau đây. Bài tập này tương tự như bài tập bên trên cô đã hướng dẫn. Vậy dễ dàng cho các em nhận diện ra. Trong câu này đây là điều kiện loại 1. Bởi vì mệnh đề chính đang dùng ở thì tương lai đơn. Will improve. Vậy mền để phải là ở thì hiện tại đơn. Lựa chọn nào phù hợp các em? Đúng rồi, lựa chọn B, Practice. Nếu chúng ta thực hành nói tiếng Anh cùng với những người bản ngữ, chúng ta sẽ cải tiến tiếng Anh của chúng ta. Nào, sentence 2. You follow the doctor's advice. You won't feel better. Bạn làm theo sự hướng dẫn của bác sĩ, bạn sẽ không cảm thấy tốt hơn. Các em lưu ý về câu này, về nghĩa của câu. Ở đây các em có đáp án A, if, nếu, B, because, bởi vì, C, as, bởi vì, unless, trừ phi. Cái nào phù hợp các em? Đúng rồi, cô chúc mừng các em, bạn nào có đáp án đi. Trừ phi bạn làm theo lời khuyên của bác sĩ, bạn sẽ không cảm thấy tốt hơn. À, dịch như vậy có vẻ khó nghe các em. Chúng ta có thể dịch ngược lại như thế này. Nếu bạn không làm theo sự khuyên của bác sĩ, bạn sẽ không cảm thấy tốt hơn. À, như vậy các em sẽ có đáp án là đi. Nào, đề tuyển sinh vào lớp 10 năm 2018. Choose the underline part A or B or C or D that needs correcting. Các em hãy chọn một phần gạch chân A, hoặc B, hoặc C, phần mà cần được sửa lại. Như vậy trong bốn phần sau đây có một phần cần được sửa lại, tức là phần sai các em cần sửa lại. Các em quan sát cho cô xem và cho cô một đáp án đúng. Ở đây các em dễ dàng nhận ra là câu điều kiện loại mấy các em? A, à, điều kiện loại 2. Vì sao nào? Bởi vì câu này có nghĩa là nếu tôi là bạn, tôi sẽ dành thêm thời gian để tham gia vào những hoạt động từ thiện khác nhau nhưng mà tôi là tôi bạn là bạn điều kiện này có thật không các em à điều kiện này không có thật vậy đây là điều kiện loại 2 điều kiện loại 2 thì các em sẽ nhận ra phần nào sai các em đúng rồi phần sai đó là phần bi bởi vì mệnh đề chính à, chưa chia đúng thì vậy câu này à, cô sửa lại như thế nào à, cô sẽ sửa cái phần bi này sai thành will spend thành Good spend. Cô chúc mừng bạn nào có đáp án đúng cô nào. Đề tuyển sinh vào lớp 10 năm 2019. Complete the sentence. Hãy hoàn tất câu sau đây. Sentence 1. The laptop is so expensive that I can't afford it. Cái máy tính sách tay nó quá là đắt tiền. Đến nỗi mà tôi không có khả năng để mua nó. Đây là tình huống người ta cho và các em phải hoàn tất câu này với if. Vậy là chúng ta hiểu được câu này phải được sử dụng câu điều kiện để hoàn tất. Vậy các em sử dụng câu điều kiện loại nào? Loại 1 hay loại 2? À, nếu vậy thì chúng ta sử dụng câu điều kiện nào các em? Ở đây chắc chắn chúng ta dùng câu điều kiện loại 2. Nào. If the laptop weren't so expensive, I could afford it nếu máy tính sách tay không quá đắt tiền tôi có thể mua nó trái ngược với cái thực tế người ta cho cái tình huống người ta cho thực tế là nó lại quá đắt và tôi không thể mua được sự thật là tôi không thể mua được điều kiện lại hai các em nhé các em cần lưu ý cho cô những dạng bài tập này để các em có thể vận dụng vào trong các bài kiểm tra cũng như là các à, bài thi của mình ở cuối cấp và cô có bài tập cuối cùng dành cho các em complete the sentence From given words hoàn tất câu sau đây với từ được cho và cũng là một câu điều kiện đối với bài tập này thì các em cần à, đọc các từ lên à, xem xét nghĩa của nó để đoán xem câu này muốn nói gì và xác định ra đây là câu điều kiện loại mấy ở đây chúng ta có if we all make efforts we push back coronavirus Make efforts là nỗ lực các em. Push back là đẩy lùi. À, vậy thì câu này có nghĩa là nếu tất cả chúng ta nỗ lực, chúng ta sẽ đẩy lùi được bệnh virus corona. Vậy điều kiện này có thể xảy ra không các em? Điều kiện này hoàn toàn có thể xảy ra. Vậy các em sẽ dùng câu điều kiện loại mấy để hoàn tất câu này? Đúng rồi các em, các em sử dụng câu điều kiện loại 1. Vậy câu này sẽ được viết như sau. If we all make efforts, we will push back the coronavirus. Nếu tất cả chúng ta nỗ lực, chúng ta sẽ đẩy lùi được bệnh virus corona. Với câu cuối cùng này, cô muốn gửi đến các em một thông điệp là hiện nay à, tất cả chúng ta đều đang cố gắng để nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh này. Cô và các em cùng cố gắng nhé. Chúng ta cùng nhau. À, giữ gìn sức khỏe để đẩy lùi căn bệnh này để chúng ta có được một cuộc sống an bình trở lại và để cô và các em cùng sớm gặp nhau ở trên trường. Các em thân mến, cô vừa giúp các em ôn tập lại câu điều kiện loại 1 và hướng dẫn các em cách sử dụng câu điều kiện loại 2. Qua bài học hôm nay, cô hy vọng rằng các em sẽ vận dụng tốt vào việc tự ôn tập ở nhà cũng như vào các bài kiểm tra sắp đến. Và để giúp các em có thể ôn tập được bài học ở nhà tốt hơn về câu điều kiện thì sau đây là đường link các em có thể truy cập vào để thực hành thêm ở nhà nữa nhé. That's all for today. Thanks for watching. Goodbye. See you again.